Trang Facebook đang thu hút rất nhiều ý kiến bình luận và chia sẻ về bức hình của anh Bruno, một người Pháp đang sinh sống tại tỉnh Quảng Ngãi. Bức hình chụp lại một chiếc ô tô đậu đè lên vạch sơn kẻ đường dành cho người đi bộ ngay trước Vincom Quảng Ngãi. Với người Việt Nam thì hình ảnh này cũng không có gì lạ lắm. Nhưng với góc nhìn của người nước ngoài thì người điều khiển chiếc xe này không chỉ vi phạm quy tắc giao thông mà còn thể hiện sự thiếu ý thức thượng tôn pháp luật và thể hiện văn hóa giao thông xô bồ. Nhiều người tỏ thái độ phẫn nộ người lái xe này và cho rằng ở Việt Nam ít người có thói quen nhường đường dành cho người đi bộ. Và trong số đó cũng có một người nước ngoài bình luận rằng: "Tôi đã nhìn thấy hình ảnh này và tự hỏi tại sao." Hãy bắt đầu chụp lại những thói quen kỳ lạ này và đưa lên Internet.